À, xin chào các bạn, hôm nay mình lại đi ăn uống. Hiện tại mình đang ở Lào và mình sẽ làm lại clip để các bạn hiểu thêm về cuộc sống ở Lào nhé. Ở Lào thì các bạn đi tới đâu cũng đều là có cái món tẩm sụm này nhé, tức là món gỏi đu đủ đấy. Nó giống như Việt mình đang nổi tiếng cái món gỏi thi thi đó, nhưng mà gỏi đu đủ ở đây thì ăn ngon hơn rất là nhiều nhé. Và nó sẽ đa dạng hơn là cái chỗ mà nó sẽ gọi nó trộn với hải sản này, cua ốc này, tôm sống, cua sống cũng có nhé, tùy theo yêu cầu của mình. Từ 15k đến 35 40k đủ các loại nhá. Còn đây là những cái món mà người ta xào này, xào thường thường nó có vị chua nhá. Không phải xào mà tức là món trộn. Nó lộn món trộn chua giống như kiểu của Thái nhá. Hải sản đó, chân gà này, rồi mực đồ trộn chua này, với cơm chiên, mì xào, nói chung cũng đầy đủ các món. Và phần đây là xúc xích. Xúc xích chiên thì cũng giống nhau thôi. Và bên đây là một cái quầy bánh sushi. Sushi đây thì cũng đủ các loại. Cũng không nhiều lắm nhưng mà cũng là cũng có mấy món để mình lựa chọn nhé. Giờ mình sẽ chọn một vài món để ăn thử. Đây là những cái món trộn này, món này người ta sẽ hấp luộc chín sẵn hết và mình yêu cầu cái món nào thì người ta sẽ trộn chua ngọt nhé, giống như kiểu mình trộn gỏi đó nhưng mà nó là trộn chua ngọt. À, cũng đủ các loại bánh. Đây là phía cạnh của một cái siêu thị nhé, mình đang ở tỉnh Bắc Xê, mình đang cạnh cái siêu thị Friendship. Siêu thị này nó cũng lớn nhất Bắc Xê nhưng mà thuộc so với Việt Nam mình nó cũng nhỏ thôi nhé, không được lớn lắm đâu. Còn lớn với tỉnh Bắc Xê thôi, còn nó bằng cái siêu thị nhỏ Việt Nam mình á. Nhưng ở đây thì như này lớn, ở đây cũng là một cái quầy tẩm sụm này, người ta sẽ làm gỏi và trộn với những cái thứ rau củ quả ở phía trên đó nhá, chanh ớt, rồi hầu như người Lào người ta ớt rất là nhiều, người ăn là đỏ chén là một dĩa chắc phải mấy chục quả ớt á. Còn đây là những món chiên này, gỏi cũng có này, mì xào cũng có đâu đó, đầy đủ cả đó. Mình thích ăn món nào thì mình lựa chọn từ 15, 25, 35, 40. Còn đây là thịt nướng, tôm nướng, mực nướng. Đó, nay nhiều quán người ta vẫn chưa mở nhá, do cái chỗ này người ta mới chuyển qua nên là nhiều quán người ta vẫn chưa mở cửa hàng, chứ bình thường là bán đông lắm. Rồi bây giờ mình cũng được mua được ăn hai ba món thử nhá, tẩm sụm này. Rồi mình sẽ thử tẩm sụm trước. Tẩm sụm ở Lào thì đặc biệt là cái hương, cái đặc vị của nó ăn mình thấy ngon nhá. Còn mình đã từng ăn cái gỏi thi thi một lần, gỏi thi thi hai mình mới ăn cách đây có khoảng 15 ngày, thì mình thực sự trải nghiệm là cái gỏi thi thi là mình nuốt không được vì nó quá ngọt. Mình không phải chê hay là, nhưng mà mình nói sự thật của mình nhé, mình ăn không được. Còn nếu các bạn đã ăn gỏi thi thi rồi mà các bạn nếu mà được trải nghiệm cái gỏi đu đủ tẩm sụm của Lào này thì nếu mà thì các bạn nếu mà ăn lại món gỏi thi thi thì chắc chắn là các bạn không muốn ăn nữa nhé. Nó cái chỉ gỏi đơn giản này thôi, chứ gỏi này là gồm tẩm sụm này là gồm chân gà này, và bên đây là dĩa xúc xích chiên, mình thêm vào một dĩa thịt nướng hương vị của Trung Quốc nhé. Và bên đây là dĩa sushi mình ăn gần hết rồi, thì nay hai vợ chồng mình thì chỉ ăn mấy món này thôi là cũng no rồi nhé. Rồi video mình tới đây cũng kết thúc. Các bạn nhớ bấm ủng hộ mình một like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.